Đấy. Đấy. Hợp. Khởi động cơ mặt này. Đấy. Đấy. Nha. Khởi động cơ mặt để làm gì ạ? Tại sao chúng ta cần phải luyện ngữ điệu như chuyên gia? Đấy. Chúng ta ở đây là chúng ta đang gì ạ? À, nói trước đám đông và chúng ta phải MC, chúng ta phải OBP, chúng ta phải trao đổi và rất nhiều người sẽ nghe chúng ta nói, có đúng không ạ? Vì vậy nếu mà chúng ta có một cái giọng nói hay, giọng nói hấp dẫn thì chúng ta sẽ rất là tự tin khi mà chúng ta đứng lên chia sẻ. Rất nhiều người không dám nói bởi vì họ tự ti, tức là họ không tin vào cái giọng nói của mình. Và khi đó thì họ làm sao ạ? Họ nói họ sẽ ngập ngừng, họ sẽ không thoát ra được cái ý. Đó. Nên cái việc đầu tiên khi mà chúng ta muốn trở thành chuyên gia trong cái việc chia sẻ MC thì chúng ta cũng phải có một cái giọng nói hay, hấp dẫn. Đó. Thế thì bao nhiêu anh chị em muốn là chúng ta sẽ có một cái giọng nói giống như là những cái MC truyền hình hoặc là những cái ca sĩ. Đó. Nếu mà chúng ta biết được cách luyện giọng của các ca sĩ hay các MC truyền hình thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt được cái bí kíp này. Bao nhiêu anh chị em muốn sở hữu bí kíp của những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thế giới, đồng thời là những MC truyền hình hàng đầu Việt Nam như trên thế giới, để comment là tôi đúng không ạ? Trước đây thì Huy cũng đi học các cái lớp và cũng được đào tạo về cái việc mà luyện giọng, luyện thanh. Thì hôm trước ở Zoom Gà Gáy á, là Huy đã đào tạo cho một số đào tạo cho anh chị em về cái việc mà cách làm thế nào để mình có một cái giọng nói hay và làm thế nào để mình có thể duy trì được một cái giọng nói hay rồi. Ví dụ như là có mấy yếu tố mà chúng ta lưu ý, không biết anh chị em đã học chưa, nhưng Huy chia sẻ lại thật nhanh anh chị em có thể nắm bắt được. Đấy là gì ạ? Là tốc độ nói. Chúng ta nói nhanh hay nói chậm? Khi nào nói nhanh, khi nào nói chậm? Nói nhanh khi mà chúng ta cần đẩy năng lượng của phòng Zoom lên, đúng không ạ? Đấy, nói chậm khi nào chúng ta muốn truyền đạt kiến thức và nhấn mạnh thì chúng ta nói chậm, đúng chưa ạ? Thứ hai nữa là cao độ của giọng nói. Cao độ ở đây tức là gì ạ? Là giọng trầm hay giọng cao? Giọng cao đấy, hay là trầm đấy. Thì giọng trầm thì nó sẽ quyền lực hơn giọng cao đấy, nhưng giọng cao thì nó mang cái năng lượng cao hơn đó. Vì vậy là mỗi một cái thì nó sẽ phù hợp với cái ngữ cảnh, với cái văn phong, với cái tính cách của mỗi người khác nhau, được chưa? Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm đào tạo hoặc làm MC thì giọng trầm luôn luôn cuốn hút hơn, ấm áp hơn, dễ nghe hơn, truyền cảm hơn. Cho nên là kể cả nam hay nữ hãy cố gắng luyện cho mình một cái giọng trầm. Giọng trầm là giọng quyền lực, được chưa? Giọng cao là giọng để cãi nhau, để chiến đấu, đúng không ạ? Rồi, thêm vào nữa, một cái điều nữa đấy là gì ạ? Là âm lượng. Âm lượng đấy là độ to và nhỏ. Khi nào thì chúng ta nói nhỏ? Chúng ta nói thì thầm những cái gì ạ? Bí mật. Sau đây Huy xin chia sẻ cho anh chị em một bí mật mà Huy đã học được trong các cái lớp mà học MC trước đây. Đấy, thì khi mà Huy giảm cái âm lượng đi, đấy, giảm cái volume đi á, thì anh chị em thấy là gì ạ? Mình bắt đầu vểnh tai mình nghe, đúng không ạ? Khi mà mình nói to thì mình gì ạ? Mình át đi những cái tiếng khác ở bên ngoài. Bình thường ấy, có những thứ tiếng ở xung quanh này thì mình nói to này át đi. Và gì ạ? Mình nói to thì giúp gì ạ? Giúp tăng cái năng lượng. Khi nào mình cần truyền năng lượng, cần đẩy năng lượng thì mình cần phải nói gì ạ? Nói to lên, đúng không ạ? Thì năng lượng phòng Zoom nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tích cực hơn. Đấy là một vài cái yếu tố mà anh chị em có thể là đã học rồi. Anh chị em nào chưa học, thông báo Huy sẽ gửi lại cái phòng Zoom đó, cái video đó. Thêm một điều nữa, khi mà anh chị em gọi là luyện giọng, Huy cũng hướng dẫn anh chị em cách để lấy hơi, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã học cách lấy hơi ạ? Bao nhiêu anh chị em chưa biết cách lấy hơi sao cho đúng thì comment số 1. Biết rồi comment số 2. Mà thành master rồi thì comment số 3. Tức là gì ạ? Đã luyện được rất tốt thì comment số 3. Chưa biết thì comment số 1. Biết rồi số 2. Và giỏi rồi thì là số 3.
Ok nhé, thì ở đây thì Huy sẽ hướng dẫn lại anh chị em cái cách lấy hơi. Đấy, hôm nay thì không hướng dẫn anh chị em cách lấy hơi nữa, nhưng mà cách lấy hơi là cách vô cùng quan trọng. Lấy hơi nó sẽ chiếm trên 50% cái việc mà giọng nói chị em có hay hay không. Lấy hơi sẽ giúp cho anh chị em nói nhiều, nói nhanh, nói to mà không mệt, đúng không ạ? Khi mà lấy hơi ấy, thì thông thường là chúng ta thở vào ngực, hít vào cái ngực nó phình ra thì thở ngực. Bây giờ chúng ta sẽ luyện lấy hơi bụng, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì Huy không nói lý thuyết nữa, và Huy sẽ chỉ cho anh chị em cách bài tập lấy hơi bụng. Anh chị em ngồi thẳng lên ạ. Ngồi thẳng lưng được không ạ? Ưỡn ngực ra một tí. Một tay để trên ngực, một tay đặt dưới bụng. Đấy. Một tay đặt bụng, một tay đặt ngực. Bây giờ mình hít sâu vào. Hít sâu vào, bụng nó phình ra nhưng mà ngực không phình. Sau đó là gì ạ? Thở ra, nén hết cái bụng vào. Co hết cỡ vào. Co hết cỡ vào, cứng cái bụng, căng cái bụng vào. Căng hết cỡ vào. Nín thở căng hết cỡ vào. Rồi, xong rồi hít vào, hít thật sâu vào, bụng căng ra. Rồi, căng hết cỡ đây ạ. Xong rồi nén hơi này. Nén hơi vào, nén hơi bụng vào, căng cái bụng vào. Căng tiếp, thở ra. Thở ra, đừng hít vào vội. Cỡ giữ như vậy, cứ căng hết cỡ này. Thì cái cơ bụng nó căng cứng hết rồi. Cái cơ bụng nó cứng hết luôn. Đấy, khi nào cơ bụng nó cứng hết luôn này. Đấy, sờ vào bụng mình ấy, nó cứng. Đấy, thì lúc vậy là mình đã gì ạ? Mình đã gọi là lấy hơi bụng được tốt. Đấy, xong mình thở ra thì không cần phải để ý cái mũi cái miệng đâu nha anh chị em, thở mũi miệng đều được hết. Nhưng mà anh chị em chỉ cần phình bụng ra phát là hơi nó vào. Đấy, hóp bụng mở phát là hơi nó ra. Cho anh ca sĩ anh chị em cũng thấy họ lấy hơi bao giờ đâu. Có đúng không ạ? Họ chỉ cần đưa bụng ra thế là hơi nó vào à. Để bụng lên là bắt đầu là gì ạ? Hơi nó ra. Không cần phải lấy hơi. Anh chị em thấy Huy nói không cần phải lấy hơi. Nói liên tục à. Không cần lấy hơi tí nào hết. Đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Mình chỉ cần phình bụng ra tự nhiên hơi nó vào. Được chưa anh em? Đó. Ví dụ ngày xưa khi mà chưa biết ấy, là mình vừa nói xong rồi là thở hổn hển khi mà nói, đặc biệt nói cái câu dài ấy. Nói xong là thở hổn hển luôn. Đó. Đấy là khi mình nói bằng ngực. Nói bằng ngực thì làm sao ạ? Thì cái cổ họng của mình sẽ gặp vấn đề. Nó sẽ rất đau. Đó. Thì khi mà mình đã nói được cơ bụng rồi ấy, thì lúc đấy mình nói cả ngày được, không vấn đề gì hết. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta luyện thêm một cái bài tập nữa. Đó là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ hít vào và chúng ta sẽ thở ra và chúng ta tạo tiếng động này như này. Sau đó anh chị em lấy cái đồng hồ anh chị em bấm giờ. Rồi, lấy cái đồng hồ bấm giờ này, đó, được chưa? Đấy, xong chúng ta nhấn bắt đầu, sau đó chúng ta thở ra. Đấy, bây giờ anh chị em tất cả là thực hành luôn, đúng không ạ? Bài ở đây là chúng ta thực hành luôn, không phải lý thuyết nữa. Dung cả gáy thì chúng ta chỉ học lý thuyết, đúng không ạ? Không được thực hành. Nhưng ở đây là chúng ta thực hành luôn. Rồi, anh chị em đã sẵn sàng có điện thoại để bấm giờ chưa ạ? Điện thoại hoặc đồng hồ cái gì cũng được. Sẵn sàng chưa ạ? Comment sẵn sàng nếu anh chị em đã sẵn sàng. Rồi. Anh chị em có nhìn thấy cái timer ở bên cạnh không? Đấy, anh chị em nhìn thấy đồng hồ bên cạnh không ạ? À, rồi nhá. Rồi, bắt đầu lại nhá. Rồi, anh chị em sẽ nhìn thấy đồng hồ ở trên màn hình Zoom luôn. Được chưa ạ? Và chúng ta hãy khi nào Huy đếm bắt đầu phát thì anh chị em bắt đầu thở ra. À, hoặc là anh chị em bắt đầu hít vào cũng được. À, nhưng mà sau đó thì anh chị em nhìn cái timer ở trên cái
cái Zoom của mình ấy, và chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta làm được bao nhiêu giây. Ok không ạ? Rồi nhá, anh chị em sẵn sàng nhá, chuẩn bị này, 3, 2, 1 bắt đầu. Làm đi anh chị em, Trần Phương làm đi, làm đi. Sau đó anh chị em ghi xuống lại cái thời gian mà mình đã đạt được. Trời ơi, tuyệt phòng 41 giây kìa, giọng khỏe thế. Rồi. Nguyễn Xuân 47 giây. Ui, 60 giây. Rồi. Tuyệt vời. Nguyễn Bích Thể 60 giây rồi. Wow. Tuyệt vời. Rồi. Bây giờ lần luyện tập số 2. Lần thứ 2. Đấy, lần thứ hai anh chị em chúng ta luyện tập và chúng ta thử xem là chúng ta có vượt qua được cái kỷ lục của mình nữa không ạ, nhá. Nhớ này, ngồi thẳng này, ngồi thẳng này, được chưa ạ? Ấn ngược lên một tí, hai tay, một tay để trên ngực, một tay để trên bụng, được chưa ạ? Khi mà mình hít vào ấy, mình phình cái bụng ra đó, phình hết cỡ cái bụng ra đó. Xong khi mà mình thở ra, mình u thì mình u nó nhẹ thôi, thì mình sẽ giữ được cái hơi nó lâu. Ở đây là mình đài bài tập để giữ hơi càng lâu càng tốt, cho nên là mình u này, mình u nhẹ nhàng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó phải liên mạch nhá, nó phải liên tục nhá, không bị đứt ngắt quãng nha anh chị em nhá. Rồi anh chị em chuẩn bị lần thứ hai này, 3, 2, 1 bắt đầu. Quên mất chưa bấm dây. Rồi. Có vẻ là như nó lại giảm hay sao ấy nhỉ? Có vẻ là lại giảm hay sao ấy, anh chị em nhỉ? Hay là lúc nãy là mình đo nó bị sai? Người nào mà có gọi là cọc hơi mà 60 giây ấy là rất bền luôn, và nói rất khỏe, nói cả ngày được. Giảm bởi vì sao ạ? Bởi vì mình làm đúng kỹ thuật. Ui, kim sợi 53 giây. Những người nào mà trên 40 giây ấy là rất tuyệt vời anh chị em nhé. Chỉ cần anh chị em đạt được trên 40 giây thôi là rất tuyệt vời rồi. Còn 60 giây trở lên ấy thì là xuất sắc, đúng không ạ? Đấy, chỉ cần trên 40 giây là rất tuyệt vời rồi. 30 giây trở lên là cũng nói được rồi. Còn dưới 30 giây thì cần phải luyện thêm, anh chị em nhé. Dưới 30 giây là không ổn. 30 đến 40 thì gọi là tạm được, chấp nhận, dùng được. Đấy, trung bình. Trên 40 giây là ok. Đấy, từ 60 giây trở lên thì là tuyệt vời. Anh chị em nhé. Thì chúng ta rèn luyện với mục tiêu đó là gì ạ? Là cái cọc hơi của mình phải trên 60 giây. Và anh chị em làm thêm khoảng độ 3 lượt nữa. Làm thêm khoảng 3 lượt nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể trên được 40 giây. Tất cả anh chị em đều trên được 40 giây. Rồi,
Anh chị em có tin không ạ? Tin là anh chị em làm lại nhá. Bây giờ là mình đếm giây bằng đồng hồ của mình, không nhìn giây của ấy nữa. Bắt đầu đếm giây đồng hồ của mình. Và bây giờ anh chị em tự đếm, Huy không bắt đầu nữa. Anh chị em tự làm đi. Rồi, bắt đầu 1, 2, 3, bắt đầu. Đấy, anh chị em tự đếm giây, tự bấm đồng hồ của mình. Và mình làm đúng kỹ thuật, tức là hơi nó phải ra đều, không bị ngắt quá. Rồi, tất cả dùng đồng hồ của mình để đếm nhé. Rồi, Huy cũng thử xem là lâu lâu không luyện. Cháu ấy cầm mặt tắt thở luôn đấy thầy, 40 giây em tắt thở luôn, xây sầm mặt mày luôn, được 60 giây hơn được nữa không anh nha, làm hơn được nữa không anh chị em? Thấy là cái gọi là thành tích của mình nó đã bắt đầu tăng trở lại chưa ạ? Choáng luôn đúng không ạ? Lê Vương có thấy tăng không em? Kim sợi 62, kinh thật. Được. Nhưng phải đúng kỹ thuật nhá. Mình phải u ra cái môi nó phải hơi rung một tí. Cái môi nó phải hơi nó ra, nó phải hơi rung rung, nó phải tê tê cái môi một tí. Đấy. Đúng không ạ? Anh chị em thấy là mình có luyện tập ấy, là nó sẽ có gì ạ? Có sự tăng trưởng về cột hơi. Cột hơi càng dày anh chị em nói được càng câu càng dài, càng mượt. Bởi vì có những lúc mình phải nói rất là dài, rất là nhanh và mình sẽ phải nói liên tục, không có ngừng nghỉ. Có đúng không ạ? Cho nên nếu mà cột hơi mình thấp ấy, thì mình sẽ không thể nói nhanh được và mọi người sẽ rất là chán khi mà mình cứ nói cả vừa vừa. Đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao mình phải rèn luyện cái cột hơi. Ok không ạ? Ha, rồi, thế thôi nhá. Anh chị em về tự luyện thêm và với mục tiêu là phải đạt từ 60 giây trở lên. Nhá. 60 giây để anh chị em trở thành người xuất sắc. Đã làm không làm thôi, làm thì phải xuất sắc. Cố gắng. Đấy. Bây giờ mình chưa làm được không có nghĩa là mình không làm được. Việc của mình là cố gắng nỗ lực. Được chưa? Rồi. Cái tiếp theo nữa, khi mà chúng ta luyện giọng ấy thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta cần phải luyện cái khẩu hình. Cái khẩu hình này, khi mà mình nói ấy, có một cái điều rất là quan trọng khi mà anh chị em luyện này. Anh chị em đưa hai tay lên này, bắt đầu chúng ta xoa cơ mặt này, khởi động. Đấy, chúng ta khởi động cơ mặt này. Đấy. Đó. Đấy. Khởi động cơ mặt này. Đấy. Đấy. Nhá. Khởi động cơ mặt để làm gì ạ? Thứ nhất, đó là cái khẩu hình của chúng ta ấy, nó to, rõ ràng. Anh nhìn đấy, anh chị em nhìn đấy. Khi mà mình nói ấy, cái giọng của mình ấy, nó to hay không ấy, là do khẩu hình của mình. Mình mở cái miệng ra, đừng có nói nhí 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 nhí. Nói rồi cứ răng rồi xít với nhau như này, xong rồi miệng nhí 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 nhí. Chẳng ai nghe được cái gì cả, ai biết là mình nói cái gì. Đúng không anh chị em? Nói rồi nó to, nói rồi nhí nhí nhí, ai mà nghe được. Đúng không ạ? Khi mà mình nói thì mình mở cái miệng, khẩu hình gọi là cái hình dáng của cái miệng là mở to rộng. Đấy.
Đặc biệt anh chị em nhìn cái ca sĩ họ hát ấy, đặc biệt là những ca sĩ ngày xưa như là Mỹ Linh rồi Thanh Lam rồi Hồng Nhung các thứ ấy, bao giờ họ hát ấy miệng họ mở rất là rộng. Sau đó thì sau khi mà chúng ta khởi động cái miệng rồi thì chúng ta sẽ rèn luyện một cái bài tập để mà luyện giọng để cho nó hay và trường hơi nó cao, nó tốt, và mình luyện các cái âm điệu ngữ điệu khác nhau. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bài luyện thanh. Cái bài luyện thanh này dành chuyên dụng cho ca sĩ. Ngày xưa là Huy vào trong nhạc viện thì Huy thấy các cái bạn sinh viên nhạc viện bạn ấy luyện cái bài này. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Đấy. Đấy. Đúng không ạ? Mi mê ma mô mô. Đấy. Hoặc cái bài này. Mi mê ma mô mô. Đấy. Hoặc là mình có thể thêm một cái từ phụ âm khác vào. Lì lê là lô lù. Hoặc là gì ạ? Pì pê bà pô pu. Hoặc là gì ạ? Tì tê tà hà tô tu. Đấy. Hoặc bất kể một cái phụ âm nào. Đấy. Mình thêm vào. Đấy, được chưa? Mình thêm cái phụ âm vào nào ấy thì mình bắt đầu mình luyện. Ví dụ như này, cái dòng đầu tiên ấy mình sẽ là gì ạ? Mi ma mi mô mi mê mi mu. Đấy, cái dòng thứ hai thì mình sẽ đọc là mi mê ma mô mu. Đấy, hoặc là li lê la lô lu. Đấy, hoặc là gì ạ? Pi pê pa po pu. Đấy. Hoặc là ti tê ta tô tu. Hoặc là ni nê na nô nu. Đúng không ạ? Đấy. Và ví dụ như này nhá. Vẫn cái thằng, một cái thằng này thôi. Hoặc một thằng này thôi. Thì chúng ta sẽ luyện theo nhiều cái ngữ điệu, nhiều cái âm điệu khác nhau. Đây là bài tập luyện thanh tiêu chuẩn của các ca sĩ hàng đầu thế giới cũng như ở Việt Nam. Anh chị em đang được luyện thanh để chúng ta có thể là gì ạ? Có thể là tham gia vào các cuộc thi hát truyền hình, đúng không ạ? MC chỉ là cái gọi là nhỏ thôi, ở đây còn trên cả MC luôn, luyện thanh này, trên cả MC. MC không được luyện cái này đâu, các cái khóa trước cũng không được luyện cái điều này đâu. Khóa này là khóa đầu tiên được áp dụng cái điều này vào cho anh chị em đấy, được chưa ạ? Huy sẽ làm mẫu cho anh chị em và anh chị em hãy đọc, hãy luyện theo nhé. Chúng ta sẽ thay đổi tốc độ, âm lượng, cao độ của cái phần luyện này của mình. Đấy. Ví dụ như là chúng ta dùng cái câu trên cùng này thì mình bắt đầu từ giọng trầm đến giọng cao như sau. Mi ma mi mô mi mê mi mu. 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 Anh em thấy không ạ? Đấy. Rồi, chúng ta luyện cái trường hơi bằng cách kéo dài nó ra. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, đấy là cái cách để mình luyện cái trường hơi bằng cách này dễ kéo dài nó ra. Đúng không ạ? Đó. Hoặc là mi mê ma mô mu. Mi mê ma mô mu.
đấy, đúng không ạ? Đặc biệt những anh chị em nào nói ngọng chữ L với chữ N ấy thì anh chị em phải luyện nhiều những cái chữ như vậy. Lý lê la lô lu ni nê na nô nu, đấy anh chị em thấy không ạ? Chữ L với chữ N ấy, L cao với N thấp ấy là rất là dễ bị nhầm, đặc biệt ở miền Bắc, ở miền hoặc là miền Bắc thì hay bị nhầm chữ chờ, chờ nhẹ với chờ chờ nặng ấy là rất hay bị ngọng hai cái chữ đấy. Đó, ở miền Trung và miền Nam thì lại không bị nhá. Đấy, hoặc là chữ R, R với chữ R, R với chữ R. Đấy, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Đấy, nó khác nhau, đúng không ạ? Đó thì ở đây ấy, khi mà mình luyện ấy, là mình biết được những cái âm sắc như vậy thì mình sẽ dễ hơn. Rồi, bây giờ anh chị em luyện đi. À, cần xem màn hình nhá. Anh xem màn hình cho. Rồi, anh chị em luyện nhá, bắt đầu luyện. Rồi, xin mời bắt đầu. Anh chị em có thể bật mic lên hoặc không bật mic lên cũng được. Nhớ này, mình nhớ mở khẩu hình lên nhá. Khi mà mình nói mở khẩu hình ra to hết cỡ. Đặc biệt là lúc mà mình nói giọng cao ấy. Mi ma mi ma mi me mi mi. Đấy, mình mở khẩu hình nhá. Mình nói thoải mái ấy. Đừng có để hơi nó đọng ở trong cổ họng hay đọng trong mũi. Nó rất là khiến cho mình đau cổ họng. Được không ạ? Rồi, anh chị em tập đi. Rồi, anh chị em bật mic lên xem sai hay đúng thầy sẽ sửa được. Không bật mic không biết sai đúng đâu, hay là còn không nói đâu. Rồi, thì bây giờ từng người một bật mic lên nói. Chứ không bây giờ bật hết mic lên thì rồi. À. Từng người nha. Rồi, ai bật mic lên nói ai luyện đi, ai luyện trước. Chị thả nói trước đi. Mi ma mi mô mi me mi mi ma mi mô mi me mi mu mi ma mi mô mi me mi mu mi ma mi mô mi me mi mu. Rồi, kéo dài ra nào, kéo dài ra, kéo dài ra. Ngân nga lên. Mi ma mi mô mi me mi mu mi ma mi mô mi me mi mu mi ma mi mô mi me mi mu. Ok, cảm ơn chị. Đó là mình đang đẩy cái gọi là âm lượng từ thấp lên cao, nhưng mà cái gọi là cao độ tức là trầm hay là bổng thì là chưa chuẩn nhá. Trầm với bổng thì chưa chuẩn, mình cố gắng nói to hơn thôi. Mình cố gắng nói to hơn thôi chứ không phải là cái giọng nó chest. Đấy, giọng trầm này. Mi ma mi mô mi me mi mu. Đấy, giọng nó trầm. Mi ma mi mô. Giọng nó trầm. Dạy cho người khác đi ạ. Đấy. Giọng nó cao ấy thì là mi ma mi đấy, thì đấy là giọng nó cao lên đấy, thì mình luyện nhiều thì nó sẽ lên thôi. Cái thứ hai nữa là mình tạo ra cái âm điệu ở trong đấy thì nó sẽ du dương, nó sẽ hay hơn. Mi ma mi mô mi me mi ma mi mu thì nó như kiểu mình đọc văn đấy. Đó, mình đọc văn thì nó sẽ không có sự diễn cảm. Ở đây là chúng ta gì ạ, nâng cấp mình lên, nó không chỉ là gì ạ, một cái người đọc, một cái người MC thông thường nữa, mà chúng ta là gì ạ, là những người MC là gì ạ, diễn cảm, đúng không ạ? Đấy, nâng cấp lên, mình luyện nó phải nhiều hơn đến lúc khi mà ra thực tế nó bớt đi một phần là vừa. Ok không ạ? Rồi tiếp tục người khác, cảm ơn chị Thể. Rồi, xin chờ, xin mời chị Ngọc Mỹ. Rồi, tránh nhau luôn, Huy thích điều này. Mi ma mi me mi mu mi ma mi mu mi me mi mu mi ma mi mu mi me mi mu mi ma mi
Ok, rất tuyệt vời, rất cố gắng. Cảm ơn chị Ngọc Mỹ. Đấy, rất tốt rồi đấy. Là chúng ta đã càng ngày càng có vẻ thành thạo hơn rồi đấy. Anh chị em tiếp tục đi ạ. Em ạ, à, em. Cọc hơi dày nhất của gọi là phòng du ngày hôm nay đây. Xin mời. Mi ma mi mô mi mê mi mi ma mi mô mi mê mi mô mi ma mi mô mi mê mi mô mi ma mi mô mi mê mi mô. Dùng giọng, dùng hơi bụng, dùng hơi bụng. Hít sâu vào. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Mi ma mi mô. Dùng hơi bụng, nó nói rồi, dùng hơi ngực một phát là biết ngay. Kết hợp giữa hơi bụng và gì ạ, và khẩu hình thì chúng ta sẽ có cái giọng nói rất là hay, hấp dẫn, ấm áp và quyến rũ, được không ạ? Ok, cảm ơn Dạ Kim Sợ. Tiếp tục cho người khác thật nhanh, anh chị em thật nhanh, có không có thời gian nhiều cho nên chúng ta sẽ một vài người được thực hành thôi. Rồi, để Xuân Thủy làm nhá. Ok, đấy, phải cướp mic thật nhanh. Mi ma mi mê mi mu. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Mi ma mi mê mi mi mô. Mi ma mi mê mi mô. Mi ma mi. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Rồi, nào, kéo dài nó ra nào. Anh kéo dài hết cỡ xem nào. Ngân Nga kéo dài. À, bây giờ mình thấy là gì ạ? Nó có cái trầm bổng này, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nếu mà mình nói mi ma mi mê mi mô mi mê thì nó rất là bình thường đúng không ạ? Rồi bây giờ mình ạ, lên xuống. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Anh nhớ thấy không ạ? Nó trầm bổng lên xuống là nó thành một cái âm điệu nó réo rắt nha. Đấy thì nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh Xuân Thủy. Tiếp tục là một người khác ạ. Thật nhanh. Phạm Vân. Rồi, xin mời Phạm Vân. Vâng ạ. Em xin để cùng bắt đầu ạ. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Mi ma mi mô mi mê mi mu. Em xin thế ạ. Ok, tốt. Rồi, tiếp tục. Em ạ. Em đang ạ. Ok, cảm ơn em. Rồi, rất cố gắng. Nhưng mà dùng dùng giọng bụng nhá, dùng hơi bụng nhá. Em vẫn đang dùng hơi ngực đấy. Rồi, tiếp theo thật nhanh. Em thấy bạn. Rồi, Lê Vương, xin mời Lê Vương. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Dùng hơi bụng, Mi dùng ma mi mô mi mê mi mô. Mi ma mi mô mi mê mi mô. Anh chị em khác tập tiếp đi ạ, anh chị em khác tranh thủ vẫn tiếp tục luyện tập đi.
Ok. Lê Vương rất là cố gắng rồi, nhưng mà nếu mà em luyện được cái này nó tốt hơn, mình luyện nhiều hơn cái này ấy, thì là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ có cái cọc hơi và có cái khẩu hình nó tốt hơn. Đấy, khẩu hình mình vẫn đang bị khép. Đấy. Tại sao mình phải khởi động cái khuôn mặt này? Để làm gì ạ? Để khẩu hình của mình nó linh động. Đấy, giọng mình mở rộng nó ra. Đừng có bị khép. Đấy, mình mở rộng nó ra. Đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ rất là thoải mái hơn. Ok, người cuối cùng nào, thật nhanh. Em thử Ừ. thế à? Mi ma mi mô mi mê mi mô. 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 Ok, bây giờ kéo dài hết cỡ xem nào. Dài hết cỡ. Ừ. Mi ma mi mô mi mê mi Dài hơn nữa. mi ma mi mô mi mê mi Rồi, ngân nga trầm bổng mà. Ok, tốt. Anh chị em thấy sao ạ? Được không ạ? Đó, công nhận MC chuyên nghiệp nó khác nhỉ. Rồi, ok nhá anh chị em nhá. Thế thôi, chúng ta tạm thời dừng cái phần luyện thanh ở đây. Đúng không ạ? Anh chị em muốn hát hay ấy, cứ luyện bài này thật kỹ, hát đảm bảo hay, không cần phải luyện hát, chỉ cần luyện bài này xong. Xong luyện bài này phát đi hát bài nào cũng hay hết. Được không anh chị em? Đi karaoke ấy, đấy, mình tự nhiên mình hát xuất sắc hơn hơn bình thường. Đấy, nhá. Đây là bài luyện thanh dành riêng cho những cái người mà đang gọi là học làm ca sĩ. Đó. Thì mình làm MC thì cũng là ca sĩ mà. Đúng không ạ? Mình nói sao nó phải hay, nó phải trầm bổng để mà sao ạ? Người ta nghe người ta cảm thấy hấp dẫn, đúng không? Đấy. Và thêm cái điều nữa thì trong cái quá trình mà chúng ta lấy hơi luyện giọng thì chúng ta cần có một cái điểm gọi là điểm nhấn. Đấy, cái điểm nhấn thì gọi là nhấn sao nổi nhá. Đấy, nhấn nhá thì đấy là cái gì ạ? Cái nó tạo ra cho mình một cái sự những cái sự độc đáo đấy, tạo ra cho mình đấy, nhấn vào cái chữ tạo ra thì tự nhiên là sao ạ? Mọi người nhớ hơn cái từ đấy, cho nên là gì ạ? Khi mà mình nói đừng có nói đều 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 như thế này thì rất chán, mọi người đi ngủ hết, đúng không ạ? Đừng có nói đều đều mà mình hãy nói là gì ạ? Nó có điểm nhấn, điểm nhá, để làm sao ạ? Để mọi người có cái điểm mà người ta đọng lại. Ừ. Họ sẽ chỉ nhớ được những cái điểm mà mình nhấn thật mà kỹ thôi. Được chưa ạ? Đấy. Cho nên học là gì ạ? Học điểm nhấn, 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 khi mà nhấn ấy là mình ém cái lực và mình nhấn vào đấy. Đấy. Làm cái chữ đấy nó mạnh hơn, nó nặng hơn. Đấy chưa? À, khi mà mình nhá ra, mình nhả chữ ra. Đấy. Thì nhả hơi ra. Đúng không ạ? Đấy. Thì khi đấy, ví dụ như là khi đấy, thì bắt đầu mình kéo dài ra một chút. Đấy, thì đấy là gì ạ? Nó tạo ra cái giọng điệu của mình nó trầm ấm rồi trầm bổng, dễ nghe, dễ tiếp thu, dễ học. Được chưa ạ? Thêm một cái mẹo nữa của MC OP, đặc biệt là những người gọi là chủ giảng, những người mà đào tạo, thì chúng ta cần có những cái khoảng lặng, khoảng lặng trước khi mà chúng ta công bố một cái điều gì đó quan trọng, khoảng lặng trước khi mà chúng ta nói cái điều gì đó bí mật, khoảng lặng sau khi mà chúng ta nói cái điều gì đó cực kỳ quan trọng hoặc là bất ngờ. Im lặng một chút. Im lặng nó chính là quyền lực. Im lặng cực kỳ quyền lực. Phải những người nào thực sự có cái tâm tĩnh, thực sự có bản lĩnh thì mới dám
để cho những cái khoảng lặng ở trong cái bài trình bày, bài diễn thuyết của mình. Không phải đơn giản để học được những khoảng lặng. Khoảng lặng tức là không nói gì cả, nhưng nó lại nói lên tất cả. Khoảng lặng đó chính là quyền lực. Khi nào anh chị em sử dụng được khoảng lặng, anh chị em trở thành master. Còn mình cứ nói đều đều, thao thao bất tuyệt như này thì anh chị em mới chỉ đang một cái máy phát mà thôi. Ok không ạ? Kể cả chúng ta làm MC hay là OBP hay trao đổi hay là đào tạo thì chúng ta cũng nên biết điều này. Bởi vì chúng ta đang hướng tới một cái dạng định vị, chúng ta một MC chuyên nghiệp, một chủ giảng tương lai. Sớm hay muộn thì anh chị em lên vị trí đó thôi. Thì học luôn bây giờ đi. Đấy. Và rèn luyện nó dần đi để anh chị em biết đâu là gì ạ, một cái chuẩn của một cái người chuyên nghiệp. Ok không ạ? Hôm nay khóa này là dạy rất kỹ đấy nhá. Khóa trước mà không dạy những cái này là điều này đâu. Khóa trước chỉ dạy mấy cái ở rung cả gáy ấy. Đấy, còn khóa này luyện rất kỹ luôn đấy. Đúng không ạ? Rồi. Về cơ bản đấy là một số cái lưu ý mà anh chị em chúng ta có thể là gì ạ? Sử dụng để mà mình có thể tạo ra được cái giọng nói hay, hấp dẫn. Ngoài ra thì có một số cái bài để mà giúp cho anh chị em luyện. Có một số anh chị em cái giọng địa phương, hoặc một số anh chị em giọng mà bị ngọng, thì có một số cái bài để luyện riêng. Anh chị em nào mà bị tình trạng đấy thì mình comment xuống, hoặc là ấy thì Huy sẽ gửi cho anh chị em cái bài luyện giọng để vượt qua được cái giọng địa phương hoặc giọng ngọng. Đấy. Đấy, ví dụ như là mình bị L với N chẳng hạn ấy, thì mình có những cái bài như là lúa nếp là lúa nếp làng. Đấy, kiểu vậy. Lúa nếp là lúa nếp làng. Đó. Lúa lên lơm lớp lòng nàng lâng lâng. Đấy, kiểu vậy. Đấy. Thì mình sẽ có những cái bài như vậy, mình luyện nhiều lên. Bài thì nó có sẵn rồi, việc của chúng ta đấy là luyện nhiều lên thôi. Đúng không ạ? Luyện nhiều thì nó sẽ thành công thôi. Ngày xưa thì Huy cũng ngọng. Ngày xưa Huy cũng ngọng chữ L với chữ N. Huy mới luyện được gần đây, mấy năm gần đây thôi. Đấy. Rất nhiều anh chị em bị ngọng cái chữ này. Thì trước đây Huy không dám đứng lên chia sẻ đâu. Nếu mà anh chị em xem những cái video đầu của Huy ấy, thì nó vẫn bị hai chữ này. Đến khi mà gặp hai chữ này bắt đầu mình nói lướt qua, mình không dám nói rõ. Đấy. Cứ đến chữ N với chữ L phát là mình cứ nói lướt, mình nói kiểu nuốt âm ấy. Đấy, anh chị em thấy hai chữ này bị rất nhiều đúng không ạ? Huy chỉ cho anh chị em một cái gọi là mẹo, một cái mẹo khi mà chúng ta nói hai chữ này ấy, thì chúng ta ví dụ bịt mũi này, L N N, khi bịt mũi vào ấy, thì chúng ta chỉ nói được chữ N thôi, rất khó chuyện nói chữ L. Đấy. Đấy, thứ hai nữa là chúng ta bật cái lưỡi từ trên xuống, nếu mà chúng ta muốn nói chữ L cao ấy, đấy, L ấy, thì bật từ lưỡi từ trên xuống là L L. Đấy. Đấy, còn nếu như mà chúng ta nói chữ N thì là chúng ta gì ạ, uốn lưỡi từ dưới lên N. Đấy. Và lưỡi của mình ấy, nó hơi rút vào một tí N. Đó. N N đấy. N đấy. Thì nó cũng bật từ trên xuống nhưng mà gì ạ, nó rút vào trong. Còn L thì là gì ạ, nó đẩy lưỡi ra ngoài. L để lưỡi trên này đấy, L đấy. Còn nếu như mà nói N thì N nói xong chữ N, lưỡi nó vẫn ở bên trên. Đấy. Rồi, có một cái mẹo nữa thì nhớ hôm trước có hướng dẫn anh chị em. Rất là dễ luôn. Có cái mẹo rất là dễ, không nhớ. Đây nha anh chị em nha.
Đây, chữ L này. Đấy nha. Chữ N thì đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm trên vòm cứng, lúc này miệng hơi mở. Khi nói, lưỡi cứng và bật nhẹ đầu lưỡi xuống. Luồng hơi từ họng đi qua hai lỗ mũi tạo âm thanh N. Đấy. Chữ L này, đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm trên, lúc này miệng hơi mở. Khi nói, bạn uốn nhanh đầu lưỡi cong lên, bật mạnh và rơi tự do xuống. Đấy, luồng hơi từ họng qua hai mép lưỡi tạo thành chữ L. Như vậy là gì ạ? Chữ L thì miệng thì hơi qua miệng, còn chữ N thì môi hơi qua mũi. Anh em nhớ điều này nhé. Chữ N thấp ấy thì môi hơi qua mũi, còn chữ L cao ấy thì là gì ạ? Hơi qua miệng. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái sự khác biệt một chút. Đó. Đó. Ngày xưa có một cái gì bịt mũi à? Đúng rồi. Nói cọng. Là đúng rồi, bịt mũi. Bịt mũi mà thì nó hơi nó sẽ ra miệng. kiểu vậy. Đấy là cái cách để mà mình luyện cái nói ngọng. Mà mình luyện nhiều thôi, cứ luyện nhiều thôi, để ý luyện nhiều thôi. Và mình luyện những cái câu như là la 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 la, na 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 na, anh em thấy khác nhau ạ, đúng không ạ? Đấy, nó luyện nhiều nó sẽ hết, và sau khi hết rồi thì mình càng yên tâm hơn. Nhưng mà Huy có trước đây Huy có kể cho anh chị em cái câu chuyện đó là khi mà Huy rất là tự ti vì mình nói ngọng và không dám chia sẻ. Đấy, thì khi đó thì đi học một cái lớp học của cái anh Rick Deadlock. Đó. Thì khi đó thì cả cái buổi học đấy mình chẳng học được cái mẹ gì cả. Mình bảo mẹ thằng cha này nói thì ngọng, giọng thì miệng thì cứ zz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 
làm diễn giả vẫn kiếm mấy chục triệu một khóa học. Thế mình bảo là mẹ nó làm được, mình làm được. Thế là mình về gì ạ? Nó nói ngọng, nó vẫn kiếm được tiền. Mình nói ngọng, mình vẫn kiếm được tiền. Mình phải kiếm được tiền. Thế là gì ạ? Mình quyết tâm đứng dậy để mà gì ạ? Chia sẻ. Và khi đó thì làm sao ạ? Khi mà mình nói nhiều ấy, thì tự nhiên nó hay hơn. Và khi mình nói nhiều ấy, và cái cổ họng mình đau ấy, thì mình phải đi tìm cách để làm sao cho nó cổ họng nó không bị đau. Và trong cái quá trình mình tìm kiếm đó và mình luyện tập ấy, thì cái quan trọng nhất mình có cơ hội để mình luyện tập. Thời gian đầu mình nói nó không hay đâu, nhưng mà nói mãi thì nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên là anh chị em là gì ạ? Đừng sợ rằng là mình ngọng mà mình không dám nói, mà mình nói thì mình mới hết ngọng, đúng không anh chị em? Đấy. Đấy. Mình nói thì nó mới hay, đừng đợi hay mới nói, được không anh chị em? Đồng ý nhá. Ok rồi, cảm ơn anh chị em. Thì hôm nay thì hơi mất thời gian một chút trong cái việc luyện tập, nhưng về cơ bản nếu anh chị em luyện tập một cách đầy đủ, nhớ này, chúng ta phải về phải luyện nhé. Về mà không luyện thì vứt đi hết, chữ thầy trả thầy hết, đúng không ạ? Về phải luyện tập, làm mỗi một cái như vậy, mình cứ làm 20-30 lần cho Huy, đúng không ạ? Mỗi một cái dòng như vậy làm 20-30 lần. Đấy, và đừng làm cho xong, đừng làm cho có. Hãy làm bằng cái tâm của mình, hãy làm bằng cái mong muốn làm tốt hơn. Đừng đọc đều đều như này, mà hãy đọc bằng các cái giọng khác nhau. Giọng trầm, giọng bổng, giọng hơi, giọng mũi, giọng bụng, giọng ngực. Rồi là giọng ngắn, giọng dài. Đấy, nhanh, chậm, đấy, to, nhỏ, khác nhau. Được không anh chị em? Nha, anh chị em sẵn sàng đồng ý thì comment là gì ạ? Là tôi. Đấy. Nếu mà anh chị em đồng ý là mình sẽ luyện tập để mà trở thành cái người mà chuyên nghiệp trong cái việc mà chia sẻ thì hãy comment là tôi ạ.